Hi, chào mừng các bạn đến với kênh Tính Ẩm Thực. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn món cơm sườn bì chay. Ở đây mình có 6 cái miếng sườn non này các bạn. Cái sườn non chay này thì một hồi mình sẽ ngâm cho nó mềm ra. Mình sẽ làm miếng sườn non mình khìa các bạn. Với lại mình làm tép mỡ, với lại mình làm giả thịt, mình làm bì ha. Còn đây mình có du chua thì mình làm bằng cải trắng với cải đỏ nha các bạn. Mình cũng đã sắt sẵn rồi. Ở đây mình có 2 vắt bún tàu. Bún tàu này hồi mình sẽ làm bì nha các bạn. Hành, thính này thì mình cũng rang nhà đó các bạn, mình rang gạo với đậu nành ha, mình cũng đã rang sẵn rồi. Tỏi, ớt, chanh, trái dừa, gia vị đi kèm. Giờ nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong rồi các bạn, mời các bạn cùng vào bếp với mình nha. Tiếp theo thì mình sẽ ngâm cái phần sườn non mình nha các bạn. Cái sườn non này mình ngâm cho cái phần sườn non này của mình nở ra ha, mình mới làm được. Mình ngâm cho đến cái sườn non của mình nó nở ra là được nha các bạn. Các bạn có thời gian thì mình ngâm 3 tiếng, 4 tiếng gì ha, cho phần sườn non mình nó nở ra hết mình mới làm được ha. Này mình lấy cái dĩa mình dặn lại cho phần sườn non mình nó chìm xuống dưới nước cho nó mau mềm ha. Tiếp theo thì mình sẽ trộn vô chua nha các bạn. Mình cho cái phần cải trắng với cải đỏ của mình á, mình đã sắt sẵn, mình cho vào trong cái tô ha, mình làm vô chua ha. Cái phần chanh này mình làm nước mắm chay á các bạn, với lại mình làm dưa chua ha. Ở đây mình cho vào một muỗng canh chanh ha. Một muỗng ăn canh chanh thì 2 muỗng ăn canh đường nha các bạn. Mình cho vào ít muối thì nó dằn lại ha, cho nó ngon nha. Phần cải trắng với cải đỏ mình đã trộn lên rồi nè các bạn, lúc này mình cho qua một bên ha, cho nó thấm ha. Tiếp theo thì mình sẽ phi cái phần tỏi với mình nha các bạn. Mình làm cái nước sốt đựng mình ướp sườn của mình ha. Mình bắt chảo lên, mình cho vào 3 muỗng ăn canh dầu ăn nha các bạn. Mình chế dầu nhiêu mình vô phi của cái hành của mình luôn nha các bạn. Cho cái dầu mình nó nóng á, mình cho vô trong hành mình luôn. Cái phần hành của mình thì mình cho vào nửa muỗng cà phê muối nha các bạn. Phần dầu của mình đã nóng rồi nè các bạn, mình cho vào đây một muỗng rưỡi ăn canh dầu ha. Cái phần hành của mình gì đã được rồi đó các bạn. Tiếp theo mình cái chảo mình đã nóng, mình cho tỏi vào ha. Mình chờ lại hết mình làm nước mắm nha các bạn. Mình phi cho cái phần tỏi mình nó vàng vậy là được đó các bạn. Này mình cho vào một muỗng ăn canh dầu màu điều ha. Cho vào nửa muỗng cà phê muối nha các bạn. Một muỗng gửi ăn canh đường ha. Cái phần sườn non này thì mình làm cho nó hơi ngọt ngọt tí nha các bạn. Đồ chay á, đồ ngọt ngọt mặn mặn dễ ăn ha. Nửa muỗng ăn canh bột ngọt. Một muỗng ăn canh rượu mai quế lộ. Một muỗng ăn canh tương ớt. Một muỗng ăn canh tương cà. Một muỗng ăn canh mật ong. Một muỗng ăn canh dầu hào chay. Lúc này mình bắt lên bếp lại nha các bạn. Mình bắt cho cái phần lửa nó nóng lên ha, cho cái tan gia vị ra ha, hòa đều với nhau rồi đặng mình ướp cái phần sườn non của mình ha. Gia vị mình lúc này cũng sôi nè các bạn, mình tắt lửa ha. Mình để cái phần gia vị mình cho nó nguội mình mới ướp vô cái phần sườn non chay của mình nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ bắt chảo lên, mình cho nước vào mình luộc bún tàu của mình nha các bạn. Bún tàu của mình đó thì mình làm bì ha. Nước mình đã sôi nè các bạn, mình cho 2 phanh bún tàu của mình vào ha. Mình đổ ra trong cái quả mình lượt nha các bạn. Phần bún tàu mình lúc này mình vớt ra thì mình rửa lại nước sạch nha các bạn. Đặng cho cái phần bún tàu của mình nó đừng có chín quá ha, đặng mình làm bì nó sẽ khô nó ráo nó ngon ha.
theo mình sẽ bắt cái chảo lên mình làm cái phần nước tương của mình nha các bạn. Các bạn có nước tương đậu nành thì các bạn khỏi làm giống mình, này mình không có nên mình làm ha. Mình cho vào một muỗng ăn canh đường vô còn cái chảo mình ha. Mình bắt lên mình thắng caramel nha các bạn, là mình thắng như cái kiểu dạng nước màu, nhưng mà đừng có cho cái kiểu giống nước màu quá ha, nó hơi lợt tí. Nhưng mình lấy cái màu các bạn làm nước tương ha. Hôm nay mình chặt dừa ra mình làm nước tương nha các bạn. Lúc này gì là được rồi nè các bạn, lúc này mình cho nước dừa vào ha. Mình cho vào 2 đĩa nước dừa nha các bạn. Nó sôi lên thì mình tắt lửa ha. Mình cho vào nửa muỗng canh muối. Cái phần đường hồi nãy thì mình chỉ thắng cho mình lấy cái màu thôi ha, nên lúc này mình cũng phải cho đường vào luôn nha các bạn. Một muỗng ăn canh đường, nửa muỗng ăn canh bột ngọt. Lúc này mình cho phần đường với cái phần bột ngọt của mình, muối của mình nó tan hết thì mình nêm lại nha các bạn. Coi có vừa ăn chưa thì mình nêm thêm ha. Cũng gì ra được rồi đó các bạn. Khi nào mình ăn thì mình sẽ nặn chanh sao với bịch bỏ tỏi ớt vô sao ha. Mình để cho nguội nha các bạn, mình chế cái chén nha. Tiếp theo phần gạo của mình nè các bạn, mình đã vo sạch qua đó các bạn. Lúc này mình để cho cái phần gạo của mình 15 phút nè các bạn, cho phần gạo của mình cho nó nở ra đi ha, cho nó mềm cái phần gạo mình. Cái mình sẽ bóp cái phần gạo mình cho thành cơm tấm, mình sẽ bỏ lá dứa vô nha các bạn. Lúc này mình bỏ qua một bên nha, mình để cho phần gạo mình 15 phút nè các bạn. Tiếp theo cái phần sườn non chay của mình nè các bạn, lúc này nó đã nở ra hết rồi ha. Lúc này mình nhắc nước cho thiệt là khô ha. Mình nhắc nước thì mình cũng phải cho qua thau nước nữa nha các bạn, mình mà bóp lên cái nữa cho thiệt là sạch luôn ha. Lúc này miếng sườn non của mình nè các bạn mình đã vắt khô rồi ha. Mình sẽ lấy một miếng mình cắt, mình sẽ làm cách mở nha các bạn. Mình cắt xong cũng cho qua một bên rồi mình chiên nha các bạn. Còn một miếng thì mình xé ra ha. Mình xé ra mình làm như thịt luộc nặng mình trộn bì á. Lúc này mình cắt hai ra ha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ ướp gia vị vào nha các bạn. Mình cho vào nửa muỗng cà phê bột ngọt. Nửa muỗng cà phê đường. Một muỗng ăn canh nước tương. Mình để cho cái phần gia vị đường bột ngọt với nước tương mình có thấm vô đây ha. Lúc này mình cũng cho qua một bên ha các bạn. Tiếp theo phần gạo mình này các bạn, mình cũng đã để được 15 phút rồi đó các bạn. Lúc này mình sẽ bóp cái phần gạo mình lên cho nó dễ dễ cái hộp gạo mình ha, rồi mình nấu. Các bạn mình khỏi mua cơm tấm cũng được, các bạn làm giống mình nè. Các bạn vo rồi các bạn để gạo của mình á ngâm cho 15 phút đi. Rồi mình bóp cái phần gạo mình như vậy. Mình cho lá dứa vô là mình nấu. Phần gạo mình nó cũng vừa mềm ngon nữa nha các bạn. Phần gạo mình bóp vậy là được rồi đó các bạn. Lúc này mình cho lá dứa vào, lá dứa này thì mình đã rửa sạch rồi ha. Mình cho vào cái phần gạo mình nấu cho nó thơm. Tiếp theo mình sẽ bắt cái chảo lên mình chiên nha các bạn. Mình cho cái phần dầu ăn vào trong cái chảo của mình ha, mình chiên ha. Mình để cho phần dầu mình nó nóng lên rồi mình chiên nha các bạn. Mình chiên miếng sườn non của mình ha. Trong lúc mình đợi cái phần dầu của mình nó nóng thì mình sẽ cắt cái bún tàu ra nha các bạn. Bún tàu này mình đã trụng qua, mình để ráo rồi nè. Lúc này mình cắt nhỏ nhỏ ra ha. Cái phần dầu mình cũng đã nóng rồi đó các bạn, lúc này mình chiên ha. Lúc mình chiên mình bóp thì mình vắt nước đó các bạn, thì mình sửa lại cái miếng sườn non mình cho nó ngay ngắn lại ha.
này mình cũng cho cái phần sườn non nè các bạn, mình đã sắc vuông nè, mình chiên làm tép mỡ luôn ha. Trong lúc mình đợi cái phần sườn non của mình á, mình chiên á, thì mình cho cái nước sốt vào mình ướp nè các bạn, ướp cái phần sườn non mình nè, mình cho nó thấm ha. Gia vị mình bỏ vô đây, nước sốt vô đây mình ướp đã xong rồi nè các bạn, mình để cho cái phần sườn non của mình 15 phút ha, cho nó thấm gia vị vào rồi mình khìa nha các bạn. Vậy là phần cái phần tép mỡ mình cũng đã chiên xong rồi nè các bạn. Sườn non mình giả tép mỡ mình đã chiên xong rồi đó. Tiếp theo mình cũng bắt cái chảo lên luôn nha các bạn. Mình sẽ xào sơ cái phần sườn non này mình đã xé mình làm thịt heo nè. Mình lúc này mình cho vào chảo mình xào ha. Dùng cái chảo dầu của mình á, mình dùng đó mình xài luôn á các bạn, nên mình không có để thêm dầu ha. Nó còn dầu trong phần cái chảo của mình á. Nên để vậy thì mình xào luôn, mình cũng cho gia vị vào trong đây hết rồi. Cho nó thấm á, khi mình làm bì á nó ngon hết các bạn. Lúc mình xào thì mình cho cái phần bún tàu á, mình cho vào trong tô luôn ha. Lúc này mình cho phần thính này vô trong cái bún tàu mình nha các bạn, mình trộn đều lên ha. Sườn non mình lúc này mình cũng cho vào tô bì của mình á. Cái phần bì của mình giờ đã làm xong rồi nè các bạn. Tiếp theo mình sẽ bắt cái chảo này lên luôn ha. Mình sẽ thìa cái phần sườn non của mình ha. Mình cho vào 6 muỗng ăn canh nước dừa nha các bạn. Lúc này cái phần thịt của mình cũng ướp được 15 phút rồi đó các bạn. Mình cũng cho vào rồi mình thìa luôn ha. Mình khìa cái phần sườn non này của mình đó các bạn, mình khìa không cần nước nhiều quá ha. Tại vì cái phần sườn non mình cũng đã chiên, nó đã chín rồi. Nên mình khìa cho để thấm cái gia vị thôi, chứ với lại cái nước dừa vô trong này thôi. Phần sườn non mình khìa vậy là được rồi đó các bạn, để mình tắt lửa mình cho ra dĩa nha. Cơm sườn bì chay của mình đã chín rồi nè các bạn, mời các bạn cùng ăn với mình nha.
ngon lắm đó các bạn ơi, cùng làm gia đình ăn đi các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nếu các bạn thấy hay, like và chia sẻ, nhớ nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh mình nha các bạn. Kênh của mình là Tính Ẩm Thực đó các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video ngày mai nha. Bye bye.